Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày quốc tế lao động. Trong ngày quốc tế lao động, giáo hội mừng lễ Thánh Giuse lao động, còn gọi là Thánh Giuse thợ. Trong ngày lễ Thánh Giuse thợ, chúng ta được mời gọi noi gương Ngài siêng năng làm việc. Tại sao chúng ta phải làm việc? Thứ nhất, vì chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Chúa luôn làm việc, chúng ta cũng phải làm việc. Khi Chúa Giêsu chữa người bất toại tại hồ Bết-sa-tha, người ta bắt lỗi Chúa. Chúa nói: cha tôi đến nay hằng làm việc, tôi cũng làm việc. Chúng ta thấy Chúa Cha làm việc, Chúa Giêsu làm việc, Thánh Giuse làm việc, thì tất cả chúng ta cũng phải làm việc. Thứ hai, làm việc giúp cho khả năng của chúng ta phát triển. Biết bao nhiêu những thành tựu khoa học, rồi những thành quả chúng ta đạt được trong cuộc đời, những tác phẩm để đời, tất cả đều là do kết quả của làm việc. Không làm việc thì không thể có những cái thành quả đó. Có lẽ nhiều người đã biết câu dân ngôn: trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Lười biếng không chịu làm không bao giờ có cái thành quả gì. Tất cả những thành quả có được đều là do làm việc. Chính làm việc nó làm cho mỗi ngày chúng ta trở nên giỏi giang hơn. Thứ ba, chúng ta phải làm việc vì phải làm việc thì có của nuôi thân, và đây là hạnh phúc cho đời sống con người. Như sách Giảng Viên chương 2 câu 24: đối với con người không có gì hạnh phúc hơn là ăn uống và thừa hưởng những thành quả cho sức lao động mình làm ra. Chúa cho chúng ta đôi tay, sức lực, khả năng, chúng ta vận dụng để làm việc, có thu nhập, nuôi sống bản thân, gia đình. Mình hưởng được cái thành quả đó là hạnh phúc
của đời ta. Qua đó chúng ta thấy làm việc rất cần thiết cho đời sống của chúng ta. Vì vậy trong ngày này chúng ta xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse Thợ cho chúng ta có công ăn việc làm. Một thực tế ngày nay nhiều người đang có công việc ổn định bỗng nhiên mất việc, cho nên hơn bao giờ hết có một công việc để làm trong thời điểm này là rất quý. Rồi đồng thời khi có việc rồi thì phải chịu khó mà làm việc. Như bài đọc 2, bất cứ làm việc gì hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa chứ không phải cho người đời. Côlôse chương 3 của hàm bà, chính sự tận tâm làm việc thì chúng ta mới có thể gặt hái được những thành quả rồi thăng tiến trong công việc, làm sao rồi thu nhập cao hơn, rồi vị trí cao hơn và nhiều những cái kết quả khác đến với chúng ta mỗi ngày một tốt hơn. Qua đó chúng ta thấy làm việc là điều quan trọng trong đời sống, làm việc để có của nuôi thân, có nguồn thu nhập. Nhưng mà cùng với cái làm việc đấy thì người ta dễ bị coi thường những công việc mà không thu nhập, như chẳng hạn chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, đưa đón con đi học, vân vân và vân vân. Ngày nay có việc có vẻ như người ta muốn đùn đẩy và coi đó là không giá trị. Nhưng chúng ta thấy tất cả đều quan trọng. Thánh Giuse làm việc để mưu sinh, mẹ Maria âm thầm nội trợ. Giá trị của tất cả công việc đó đều lớn lao trước mặt Chúa. Cùng với những việc làm việc để mưu sinh, làm việc chăm sóc gia đình vân vân, thì còn một việc khác lớn hơn, đó là làm việc của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, ngày hôm sau dân đi tìm Chúa, gặp được Chúa họ vui mừng. Nhưng Chúa lại không vui. Chúa nói các ngươi tìm ta đâu phải vì ta mà vì ăn bánh no nề. Đừng như thế, đừng chỉ lao công chỉ vì lương thực hay hư nát, mà hãy lao công vì lương thực đem đến sự sống đời đời bằng cách làm việc của Thiên Chúa. Họ hỏi làm việc của Thiên Chúa là làm việc gì, thì Chúa mới trả lời làm việc của Thiên Chúa là tin vào đấng Ngài sai đến. Gioan chương 6:29. Như vậy đây là việc hệ trọng nhất, tin vào đấng Thiên Chúa sai đến, nghĩa là tin vào Chúa Giêsu. Trong Gioan 1:12, tin vào Chúa Giêsu là đón nhận Ngài. Với lời thân thưa lạy Chúa Giêsu, con đón nhận Chúa. Lúc đó Chúa sống trong ta và chúng ta phải thể hiện cuộc sống của Chúa qua cuộc đời của ta. Chúa sống như thế nào thì chúng ta sống như vậy. Vậy thì Chúa sống như thế nào? Thưa Chúa luôn làm đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng. Khi Chúa chịu phép rửa sông Giô-đan, tiếng Chúa Cha phán: đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Vậy thì Chúa Giêsu làm gì mà Chúa Cha bảo là đẹp lòng Chúa mọi đàng? Thưa Ngài đến trần gian để làm theo ý Cha. Như Do Thái chương 10 câu 9 là Chúa Giêsu nói: này khi vào trần gian, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Chúa Cha muốn thấy điều gì Chúa Giêsu tuyệt đối làm theo. Thứ hai, Chúa Giêsu yêu thương con người, chết cho con người. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Rồi Chúa Giêsu sống thánh thiện. Chúa Giêsu bị cám dỗ nhưng Ngài đã chiến thắng, không phạm tội. Như Do Thái chương 4:15, Ngài trải qua thử thách nhưng không phạm tội. Rồi
Thứ tư, Chúa Giêsu phục vụ. Con gửi đến không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ. Và thứ năm, Chúa loan báo tin mừng. Vậy thì chúng ta cũng phải thể hiện tất cả những điều đó qua cuộc đời của chúng ta. Hài lòng Thiên Chúa Cha, vâng phục thánh ý của Ngài, tức là làm theo lời Ngài. Chuyện kể lại một ông vua có một viên ngọc quý. Ông triệu tập các quan và hỏi các khanh thấy viên ngọc của trẫm quý như thế nào. Ông hỏi quan thủ kho. Quan này nói viên ngọc của hoàng thượng quý tương đương với một khối vàng, bốn con ngựa mới có thể kéo nổi. Vậy thì hãy đặt nó ra đi. Hạ thần không dám. Hỏi quan tể tướng viên ngọc của trẫm quý như thế nào. Ông trả lời viên ngọc của hoàng thượng quý tương đương với nửa nước. Vậy thì hãy đập ra đi. Làm sao hạ thần dám đập một viên ngọc quý như vậy. Hỏi một nhà hiền triết nổi tiếng khôn ngoan viên ngọc trẫm quý như thế nào. Ông trả lời viên ngọc hoàng thượng là vô giá. Vậy thì hãy đập nó ra đi. Ông cầm lấy búa, ông đập tan cái viên ngọc ra. Mọi người sửng sốt, tại sao lại dám đập viên ngọc quý như vậy. Ông giải thích viên ngọc của hoàng thượng quý thật, nhưng mà lời của hoàng thượng thì quý hơn viên ngọc. Hoàng thượng bảo làm cái gì thì mình làm cái đó. Thượng tôn lời của nhà vua. Chúng ta cũng vậy, thượng tôn lời Chúa. Chúa dạy bảo gì cứ làm. Đó là giống Chúa Giêsu đấy, đẹp lòng cha mọi đàng. Thứ hai là yêu thương bằng chia sẻ, bằng thăm hỏi, bằng đồng cảm. Thứ ba là thánh thiện, chiến đấu với sự dữ, cậy dựa vào ơn Chúa chiến thắng. Thứ tư là phục vụ. Nếu chúng ta không phục vụ, những người khác trong giáo xứ sẽ thiệt thòi. Và nếu người khác trong giáo xứ không phục vụ, chúng ta thiệt thòi. Do đó Chúa ban chúng ta khả năng gì? Đóng góp. Năm nay là năm gọi là tham gia. Mọi người cũng phải tham gia. Không làm việc lớn thì làm việc nhỏ, không làm việc này thì làm việc khác. Đem khả năng ra phục vụ. Và thứ năm là loan báo tin mừng, giới thiệu Chúa cho người khác bằng đời sống, bằng cầu nguyện, bằng việc chia sẻ những kinh nghiệm của Chúa của mình cho mọi người. Khi ta sống như thế, ta đang làm việc của Thiên Chúa. Như vậy trong cuộc đời của chúng ta phải làm sao? Không chỉ làm việc mưu sinh, không phải chỉ việc trong gia đình, mà còn phải làm việc của Thiên Chúa. Và tất cả điều này phải hài hòa với nhau. Cầu mong cho chúng ta có Chúa ở trong điều khiển tất cả những công việc mưu sinh, chăm sóc gia đình và cả những công việc của Chúa mà muốn chúng ta làm để làm vinh danh Ngài, chúng ta đều chu toàn hết. Chúng ta sống như thế, chúng ta đang sống đẹp lòng Chúa. Xin Thánh cả Giuse, Thánh Giuse thợ, xin Mẹ Maria cầu Chúa cho chúng ta biết sống trọn vẹn cuộc sống như thế, đời ta đời thành tựu như Chúa muốn.